Xin chào mọi người, mình là Cường Từ Điển đây. Trước khi xem cái video và hướng dẫn này thì các bạn nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ở đây mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm về phần mềm Adobe After Effects, cụ thể đó là Plugin 3D và cách sử dụng những cái project liên quan tới 3D Element. Thường thì các bạn sử dụng cái project 3D có 3D Element á, nó sẽ bị một cái lỗi, đó là bị thiếu cái file vector. Bị thiếu mấy cái file mà dạng như object 3D đó các bạn. Rồi. Đây. Thường nó sẽ bị những lỗi như thế này, báo bị lỗi thiếu này. Thì do là máy các bạn chưa có cài 3D Element nha. Ok, chờ xíu nè. Các bạn có thể cài biết máy mình cài chưa nè, hình như cài rồi mà ta. Rồi hiện tại là máy mình có cài rồi nhưng mà vẫn bị lỗi, nên là mình sẽ cài lại nha. Ok, chỉ cần mấy cái đó bị cái lỗi như nãy lúc đầu ha, cái thứ nhất là bị cái lỗi như nãy lúc đầu là chúng ta chỉ còn tiến hành cài lại thôi. Rồi bây giờ là nó đã hiện cái project như thế này rồi nè. Đã hiện project này. Thường thì các bạn sẽ xem đây, xem cái review của nó ha. Xem đầy đủ cái review nó nè. Đó, nó có 3D hay cái project mà nó có 3D không, là nhìn các bạn biết là nó có những cái khối. Cái khối như thế này nè bạn, hình khối á. Mình có 3D là bắt buộc nó phải có 3D element nó mới chạy được mấy cái này nha. Rồi ok, rồi các bạn xem nè, ở cái phút thứ 3 giây chẳng hạn nè, 3 giây nè, thấy không? Ở đây mình cũng cho xem 3 giây nè, đó, thấy 3 giây chưa? Nó không thấy có cái gì hết này, cái cảnh nó khác hoàn toàn, thấy không? Các bạn thấy không? Nó bị mất đi cái trái đất rồi. Đó, ở đây. Ở 10 giây nè. Đó, 10 giây nó cũng bị mất cái trái đất rồi, thấy không? Còn cái nền đằng sau nè, các bạn thấy nó vẫn còn y nguyên đúng không? Đó, rồi tiếp theo nữa nè. Đó, cái chỗ này trái đất nè, bị mất nữa nè, ở cái khúc 18 giây nè. Đó, các bạn thấy chưa? Bị mất trái đất rồi nè. Thì thường là các bạn mới xài á, các bạn mới xài 3D Element á, thì sẽ những cái xài project của nó thì thường sẽ bị như thế này. Cái này là do bị cái lỗi đường dẫn thôi các bạn, không có bị gì hết. Chúng ta chỉ cần chỉnh lại cái đường dẫn là được. Rồi ở đây mình sẽ nhấn vào cái layer nha, cái layer chứa 3D element của nó. Chúng ta sẽ nhấn phím E này để mở cái click đúp vào nha. Rồi ở đây chúng ta sẽ xin là setup này, chúng ta chỉ vào này, rồi chỉ vào đó. Này nó đang hỏi là nó phát hiện là có bị thiếu file, các bạn có muốn relink lại, lấy lại cái đường link nữa không, đường dẫn nữa không? Yes nè nha. Rồi ở đây chúng ta nhấn add path nè, chọn tới cái đường dẫn, cái folder chứa mà cái footage nè, motion ray nè, rồi select folder nè. Đó, các bạn thấy chưa? Ok nè, nó đã tick xong hết rồi nè các bạn, tick xong là nhấn OK là được này. Sau đó chúng ta nhấn OK này, rồi có trái đất lại này, thấy không? OK chưa? Rồi ở đây nó có ba cái cơm đúng không? Thì các bạn cũng làm tương tự với ba cái cơm này. Đó, ở này mình mới làm có một cái cơm này thôi. Cơm thứ hai chưa làm nên vẫn chưa có nè. Đó, chúng ta sẽ mở lên nha. Rồi chúng ta vào phần scene setup này. Rồi OK, nó tự động nó hiện luôn các bạn. Đó, tự động nó hiện luôn. Rồi. Nó add path này, ở đây các bạn thấy nè, nó có dấu tích sẵn rồi đúng không, chỉ cần nhấn OK thôi, không cần phải làm lại đường dẫn đâu, nó tự động nó hiểu. Đó, thấy chưa, rất là đơn giản thôi nè. Rồi qua cái cơm cuối cùng này, rồi chỉ về nha, 3D nó có chữ edit đây nè, tùy, nói chung là tùy cách người ta đặt nữa. Rồi sau đó nhấn scene setup này. Cái này rồi set này nó nặng hơn nên là sẽ cái cơm này nó nặng hơn, nó sẽ xử lý lâu hơn này các bạn nha các bạn.
Rồi, vui luôn. Làm mấy cái 3D này thường thường hay bị mấy cái này lắm, hay bị đá ra lắm. Nên là hồi nãy chưa, nãy tính ra là mình chưa lưu luôn á. Rồi xong phim. Chịu khó thoát ra. Chịu khó thoát ra làm lại thôi. Nãy mà mình chưa có control S luôn các bạn. Rồi. Mấy cái project mà có 3D là khá là nặng nha, nha các bạn. Start, cứ continue thôi. Ok này. Rồi, còn như đâu mà lỡ như gặp mà cái cơm nó xui xui á các bạn, bị lỗi mà nó không hiện á, như cái thằng này nè. Mình chỉ vào mà nó không có hiện cái ô relin á, thì các bạn sẽ vào cái phần file này, relin nè, sync file này, thấy không? Rồi cứ add path này thôi, rồi nhấn ok này. Nói chung là các bạn chỉ cần làm cái đầu thôi, mấy cái sau tự động nó nhận rồi các bạn. Đó như cái này được rồi, thấy không? Đó nhấn Ctrl S cái lưu này. Rồi tiếp theo là ở phần mà chúng ta sẽ thay thế chữ ha. Chữ ở đây, chữ thì nó chỉ có ở cái cơm thứ ba này của mình thôi, nên là mình chỉ cần làm trong cái cơm thứ ba này thôi. Như tay mẫu một cái chữ thôi nha. Ví dụ như chữ này, ví dụ như ở đây chữ motion ray nè, array nè, đúng không? Là mình sẽ vào này nha. Rồi mình sẽ thay đổi nó là ví dụ như cường từ điển. Rồi ok chưa, đó nhấn cường từ điển thế này. Rồi tiếp theo ở đây mình có thể đổi phông, đổi đồ tùy ý nha, đổi phông muốn phông gì cũng được hết. Ở đây mình cho nó đậm hơn đi, bộ đi nè. Rồi ok, xong rồi mình sẽ lùi lại nha, ra đây. Đây vẫn chưa xong nha các bạn. Ở đây nè, chúng ta sẽ ở đây là thật sự nó phải là nó cái 3D lên mình, nó làm nguyên lý trên là cái mask nha. Cho ở đây chúng ta sẽ xóa hết toàn bộ cái mask cũ đi. Rồi chúng ta sẽ nhấn phím M này, nó sẽ hiện toàn bộ cái mask này nè. Các bạn giữ cái mask đầu tiên này nè nha. Rồi xong nhấn Shift để mà chọn hết tất cả cái mask này này, xóa hết cho mình, xóa hết cho mình nha. Rồi ở đây để chuyển về một cái bất cứ hình ảnh luôn nha, hình ảnh hoặc là logo luôn, logo luôn. Thôi mình giờ mình làm hình ảnh trước nha. Rồi mình làm hình ảnh trước này, đã thì giờ nó mất rồi, thấy không? Cái motion array vẫn còn này các bạn. Chúng ta sẽ vào cái layer này, auto trace nha, và nhấn ok cho mình này, vậy thôi. Chờ xíu. Kịp đây. Rồi thoát ra đi, làm lại nha. Ở đây mình bật chưa? Rồi okay. Auto trace này. Rồi ok. Nhiều khi mình chờ lâu quá thì các bạn nên thoát ra, các bạn làm lại nó còn nhanh hơn các bạn chờ. Rồi ok như vậy thôi là được rồi. Rồi hiện rồi đó, không cần chỉnh gì đâu. Nên còn nếu mà nó vẫn chưa hiện, các bạn chỉnh trên cái những cái layer trên này này, custom layer này đó, các bạn mò ở trên này này, thấy không? Rồi nó sẽ ra. Coi cái này là nãy là phải chữ, phải chữ đúng không? Bây giờ mình muốn để logo, để logo thì như thế nào? Ở đây mình sẽ để một cái logo của mình vào đây nha. Ok, đó là nội dung của cái bài hướng dẫn ngày hôm nay. Nếu mà thấy hay thì mọi người nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye, see you next time. Mình là Cường Từ Điển. Bye.